Xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh Pháp Thái TV chuyên đề Hoa Kiển. Thì hôm nay mình có đến ấp Thanh Bình của huyện Thanh Bình. Đây là cầu Tân Hội nè. Thì hôm nay mình có đến vườn kiển của anh Trương. Thì có những cái mặt hàng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Những cái mặt hoa kiển rất là đẹp. Đây là cái gốc cái bụi đỏ đổi màu. Đỏ này là đỏ ta nhưng mà nó có dòng này nó rất là nhiều màu nha cô chú anh chị. Mình hôm nay mình đến đây để giao lưu và mình xin chia sẻ những cái gốc hoa kiển của vườn anh Trương. Thì đây là một cái gốc rất là già nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ để số điện thoại và cái địa chỉ vườn, thì cô chú anh chị nào mà có thích thì tìm đến địa chỉ, còn mấy thông qua số điện thoại của anh Trương có thể giao lưu. Anh Trương cũng có thể ship cho cô chú anh chị những cái cây nào mà yêu thích theo cái nhu cầu nha. Đây là một cái bụi vàng lá trung, là vàng ta đó, trồng chung với một cái cây mỹ hồng, bông nó hoa nó đang đậm màu như thế này nè, rất là đẹp nha. Cô chú anh chị xem tham khảo và nhớ bấm đăng ký kênh để nhận những cái video tiếp theo. Thì đây là một cái gốc rất là già nua luôn cô chú anh chị ơi. Do vườn nó rất là rộng nên mình không có báo giá chi tiết. Anh Trương cũng bận làm trong cái công việc bưu chính viễn thông đó, nên cô chú anh chị nào mà xem kênh mình thì mình thường ít báo giá, mình chỉ quay sương sương vậy thôi. Thì cô chú anh chị nào mà muốn mua những cái gốc đó thì có thể kết bạn Zalo hay là gọi trực tiếp tới để mà mình tham khảo rồi mình chốt giá. Thì trong vườn nói chung thì anh Trương cũng rất là vui vẻ nha cô chú anh chị. Đây là cái gốc mỹ hồng, nhưng mà nó to nhưng mà nó đang mới búp hoa lên thôi. Thì vườn này rất là rộng và cây con luôn, cây con rất là nhiều. Đây là đang nhân giống ra nè. Đây. Và một cái gốc mỹ hồng trước mặt cô chú chị đó là cái tàn nó tự nhiên, chưa chỉnh sửa nhưng mà nó đều do luôn, do anh nuôi anh thần chậu lâu rồi nên hoa nó đương như thế này nè, nó rất là đẹp luôn. Đó, hôm nay mình có dịp đến đây thì đi qua một cái cù lao của huyện Thanh Bình. Thì ba xã Tân Quế, Tân Quế, Tân Long á cô chú anh chị. Đây là những cái búp hoa rất là sai nha, và mình sẽ cho cô chú anh chị coi. Như gốc này hiện tại mình giao lưu trong vườn, mình theo như giao lưu với cô chú anh chị là tại vườn luôn, là giá khoảng bao nhiêu hả anh Trương? Dạ cái đó hả anh, cái đó là khoảng 20 anh. Gốc này khoảng 20 triệu cô chú anh chị ơi. Cái bệ đế nó rất là to nên mình không có lấy thước đo nha cô chú anh chị, mình chỉ quay sương sương cho cô chú anh chị thôi. Đây nó liền bệ hết nha. Gốc này nó to lắm nha, ba thân nó liền nhau. Gốc này nó rất là già và nó đặc biệt nó sung. Cây mỹ hồng này phải nói là hoa cực kỳ đẹp luôn. Đây. Trong vườn cũng rất là nhiều cô chú chị, trang đỏ lá nhỏ nè. Rồi đây là hai cái gốc mỹ cam vô một cái chậu rồng cổ nè. Đây, đang búp hoa nè. Gốc này thì một bệ một cốt nha. Liền đặt luôn. Thì hai gốc này là giá tại vườn là cũng là theo như anh Trương mới nãy anh nói là 15 triệu cô chú anh chị một cặp nha. Đây, cô chú anh chị có thể tham khảo và có thể giao lưu và có thể giao dịch với anh Trương nha. Đây là một cái gốc thứ nhất, đây là gốc thứ hai. Nè, mặt hoa. Đó. Đây. Đúng là mỹ cam thì là nó là đệ nhất mỹ nhân luôn. Mỹ nữ gì không biết luôn, mà nó đặc biệt nó rất là đẹp. Mình nói lộn rồi, mỹ nhân là người, còn này là mỹ hoa. Đây là cái gốc này rất là già cô chú chị. Mỹ cam này gốc rất là già, nó liền nguyên một bệ, nhưng mà cái này hoành cũng cỡ khoảng 20 mấy 30 nha, tầm khoảng 30 á, cây rất là sung cây. Đây mặt hoa nó nè, cam này cam chân đỏ nha cô chú anh chị. Đây hoa rất là sung luôn. Cái này anh để tàn tự nhiên nha, chưa có vô dây. Thì cô chú anh chị nào mà sở hữu những cái cây này thì đem về mà vô dây lại thì quá trời ok luôn. Rồi tiếp theo trong vườn còn có mai rất là nhiều nè. Rồi đây là mỹ hồng đang nuôi. Rồi cái này đỏ nữa nè. Đó, đỏ rất là đẹp nha. Những cái bụi này thì hoa rất là đẹp. Nói chung thì cô chú anh chị có thể tham khảo giá theo số điện thoại của anh Trương nha, chứ nhiều quá. Đây. Nó nè, mỹ hồng một cốt nha, trang đỏ lá nhỏ.
những cái bệ đỏ đổi màu này rất là to nha cô chú anh chị, rất là to và rất là cao. Cô chú anh chị có thể mua mai thì giao lưu luôn nha. Vườn của anh rất là nhiều đây. Rồi nguyên một cái bệ vàng cô chú anh chị ơi, vàng khủng bố luôn, vàng lá chung, nhưng mà hiện tại cái mặt hoa nó rất là đậm. Thì vàng lá chung mà theo như mình biết thì có nhiều mặt hoa nó nhạt lắm, nó nhạt, nhưng mà hoa này nó rất là đậm. Nếu như chụp hình không rõ thì có thể là na ná với Mỹ vàng luôn á. Đây rất là nhiều nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đi qua bên đây. Trong vườn này còn mai rất là nhiều nha cô chú anh chị. Mai nói chung là nhiều, và đặc biệt là đâu cái gốc đó là gốc đỏ lá nhỏ hả anh Trương? Dạ đỏ lá nhỏ. Cái này một cốt này, cái bệ nó dưới đẹp không? Dạ cũng được. Ờ đang sung ha cô chú anh chị, rễ nó ra nè. Dưới gốc này mình giao luôn, nếu như mà chậu luôn không có chậu thì sao, giá sao, còn có chậu giá sao? Dạ cái này thì em xin giao lưu với bà con của bác là cái này tầm khoảng là 4,5 triệu. 4,5 triệu là không có chậu ha? Dạ không có chậu. À không có chậu là 4,5 triệu cô chú anh chị. Cây này cao khoảng 1,5 m à, sáng ngang 1,2 m thì nói chung là vô dây xương xương rồi. Cây đang sung trên chậu nè, rễ nó ra nè. Rồi mình tiếp tục mình đi qua bên kia đi. Dạ vườn rất là nhiều cô chú anh chị, hoa Mỹ Hồng. Đây là những cái bụi vàng lá chung bông mà đậm nãy giờ mình nói đó, anh Trương đánh về rất là nhiều nha. Đây nè, hoa nó nè, nó vàng giống như vàng nghệ luôn á. Nó vàng, nó lên một cái màu vàng cực kỳ đẹp. Đó, cô chú chị thấy không? Đây là những cái gốc này thì anh mới đem về. Cô chú chị nào thích thì anh Trương vẫn có thể giao lưu luôn. Đây. Này đỏ nè. Bụi đỏ này anh cũng mới đem về. Đỏ này nó na ná như đỏ cà rốt đó cô chú anh chị. Mèo của nó lên nè. Đây. Này hiện tại anh dâm cây con ra rất là nhiều nha cô chú anh chị. Và mai mốt mà cô chú anh chị nào có liên hệ cây con cây giống thì anh Trương vẫn có cung cấp luôn. Và đặc biệt ảnh làm trong bưu điện đó, nên cái kia khâu ship thì cô chú anh chị khỏi lo. Đây là cây vàng Dubai chân cam nha. Cây này thì của anh thì nó cũng còn hơi nhỏ. Đây là vàng hương. Vàng hương nha, vàng hương. Vàng lá chung. Vàng lá chung với vàng hương để gần nó hơi na ná với nhau, nó như vàng hương nhị đỏ. Này vàng nhị đỏ. Ừ, vàng nhị đỏ. Vàng nhị đỏ. Cái nhị nó đỏ nè cô chú anh chị, thấy không? Nó khác với vàng lá chung của mình. Đây, khi mà nó tàn á là cái bông nó gần tàn á là nó lên màu giống như màu hương vậy đó, giống như vàng hương luôn. Cái này là mình có thấy ở Sa Đéc nhập ở miền Bắc về. Đúng rồi, nhập ở miền Bắc về đó. Đây nó sẽ ra vàng nhĩ đỏ. Đây nè, lúc mà nó ấy nó xuống. Nó xuống một bông á. Có một số bông nó xuống. Cái này trong vườn có một gốc này hả anh Trương? Hai mua của bạn chia lại. À chia lại của bạn ha. Đây là vàng chân cam nữa nè. Vàng chân cam mà bông này nó hơi nhạt hơn cái bông mà cái cây của mình quay hổm tỳ theo cây thôi. Cây nó xì. Rồi mình tiếp tục qua bên kia trên. Bên kia mình báo giá sương sương sơ sơ mấy cái gốc Mỹ cam này kia cho anh em ta xem nghe. Đây là những cái bụi Mỹ cam sắp sửa trước mặt là rất là khủng nha. Ngày qua thì anh nói là giao lưu hết một cái cây ở đây rồi. Ở đây còn phân nè cô chú anh chị. Rớt ra nè. Đây cái bụi đỏ nữa nè. Đây, bụi đỏ hoa rất là đẹp luôn. Như bụi này trong vườn giá nhiêu anh? Mình có thể... 3,5 triệu cho cái gốc đỏ này nha. Nè, hoa nó rất là đẹp. Cây rất già luôn nha cô chú chị, một cái bệ liền luôn. Này liền luôn nha. Liền mà. Rất là đẹp. Cây vàng lá chung này cái bệ quá trời già luôn mà nó bị si hả anh? Bị si em mới giờ thấy. À cái này đỏ chứ không phải vàng. À, đỏ. Đỏ. Đỏ, em tưởng đâu thấy cái lá nó tưởng đâu vàng. Đỏ đây. Mà em mới vô đất lại, em mới phục vô đất lại. Rồi một cái bà gốc bị cam một cốt nhưng mà nó lên hai thanh cô chú anh chị ơi. Hiện tại anh đang cắt hoa hết rồi nè, cái búp của nó nè, bị cam nè, gốc nè, một cốt nè, một cốt mà lên hai thanh. Gốc này có giao lưu không anh hay là dạ, dưỡng vườn em thì cây nào cũng giao lưu hết. Rồi cây này có giá tầm khoảng bao nhiêu anh? Dạ cây này giá tầm khoảng 7 triệu. Gốc mi cam nè cô chú anh chị, rất là to và già nữa.
tàn thì cao khoảng 1m7 á, 1m7 nha. Rồi bên này cũng bệ mi cam đó anh. Không, cái đó là đỏ, đỏ giống như đỏ đỏ màu vậy anh. À, đỏ đỏ màu. Bự giống người ta gọi cây thường thường là gì, hàng thường mà đọt đỏ á. À, nó giống giống như vậy đó ha. Dạ, giống giống ná vậy luôn. À, chứ không phải là vàng hơn đọt đỏ nha. Đây cái bệ nè cô chú anh chị. Rồi một cái bệ, một cái cụm vàng lá chung rất là khủng luôn, tán cao này, chiều cao có khoảng 2m nha cô chú anh chị, bề ngang có khoảng cũng cỡ khoảng 2m à, quá trời gốc nó già luôn rồi. Này nguyên một bệ nhưng mà do anh trồng dưới đất nó sung quá. Đây nè, cái đó chưa, bên đây nè, cái này bụi này chưa ấy nữa, anh túm lại giống như là một cái bó đũa hay đó. Để mình qua anh quay toàn bộ cái tán cho cô chú anh chị xem. Đây, gốc này hiện tại trong vườn giá nhiêu anh? Dạ, giá 15 ạ. 15 triệu cho cái bụi vàng lá trung, bông đậm nha. Bông sạch, bông hết cho trên luôn rồi. Bông đậm luôn. Đó. Nè. Qua rất là đẹp nha cô chú anh chị, 15 triệu nha. Rồi, một cái bệ tiếp theo, quá trời dữ luôn. Đây, hoa sai hoa cực kỳ. Này. Bông này nó lên đậm đậm, cái cánh nó muốn ra hường luôn nè anh Trương, anh thấy không? Nè, đây nè, cánh nó muốn hường luôn nè. Cây này có thể lên dám chừng nuôi lâu lắm, có thể là lên đột biến hường á. Đây nè, cánh nó nè, nó hồng hồng luôn cô chú anh chị thấy rõ chưa? Đây, một cái bụi khủng. Cái này là giống như một nguyên một cái cụm gừng luôn cô chú anh chị, già nua hết trơn rồi. Đây. Bụi này lâu đời lắm nha, nhưng mà nó nhiều thân, nó thành bụi, đống bụi mà già nó lên mốc hết trơn nè. Rồi báo giá cho cái bụi này chừng nhiêu anh? Dạ, bụi nó 20 nha. Bụi này 20 triệu cho cái bụi vàng lá trung nha cô chú anh chị. À, mình sẽ chia sẻ một cái tàn nè. Qua đây cho coi nó mới dữ. Mà thật sự ra cái cây này thì cái tàn nó cao, nhưng mà thật sự ra cái bông nó khác những cái bông kia nha, cái hoa kia nha. Cái cánh này coi kỹ lại nó lên giống như một cái hường á cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Rồi trong đây là có cũng có còn nhiều gốc lắm nha, vườn của anh nói chung là lớn đó. Đây là đỏ nè, đỏ màu mà đỏ đậm á, bụi nó cũng rất là già rồi. Đây ảnh đang nuôi ra nữa này, thì cô chú anh chị nào cứ thích thì cứ alo ảnh sẽ giao lưu hết, nói chung cây nào cũng giao lưu trong vườn hết. Đây là cái gốc mai cũng khủng bố luôn cô chú anh chị ơi, vườn ánh mai rồi mông tan chung quá trời luôn. Và tiếp theo là một cái gốc mỹ cam đây, hoa nó nè, mặt hoa đây, mỹ cam nè. Và đây là một cái bệ này nó rất là đẹp nha, nó đặt hết cô chú anh chị ơi, và nhiều thân và nó già luôn rồi, nó cái này nó liền bệ luôn nha. Đây sẽ cho cô chú anh chị xem, đây là một cái bệ bên đây nè, nó bự nè, rồi nó cũng to nữa nè ha. Bệ này anh nuôi ở trên cái mô thừng mô rồi, cái này nhiều thân nó lên rồi, cái này xanh sữa lại là rất là ok nha. Đây mỹ cam, những cái chòi này mà cô chú anh chị lấy đem về cái góc này thì ra phôi ra chòi cây con rất là nhiều nha, anh mắm tàn tròn hu hết rồi nè. Đó, và cái gốc mỹ cam, đợi anh Trương anh báo giá cái gốc này coi. Cô chú anh chị nào thấy hợp nhãn thì có gì liên hệ cho anh Trương nha. Đây gốc này như anh Trương? Dạ, gốc này ha, gốc này tại vườn chừng nhiêu mỹ cam này? Gốc này tại vườn em giao lưu khoảng 12 triệu cho một cái gốc mỹ cam rất là già nha, già dữ dằn, bận liền đến liền bể hết. Rồi tiếp theo một cái bụi nữa là mỹ cam luôn, và cây này nó đặc biệt, nó sung. Nếu như cô chú anh chị nào mà lấy ha, là mua về thì những cái chòi này nè là mình ra bo, mình ra cây con rất là nhiều luôn nha. Nó đang non như thế này là cô chú anh chị về mà ra cây con thì cực kỳ luôn. Còn những ai mà không thích ra cây con, không thích dâm thì có thể vô dây thành phẩm là cái tàn nó tròn quay luôn. Cây của anh Trương thường anh để tự nhiên cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị nào thích thì về đi dây rồi. Đây cô chú anh chị thấy cái gốc mỹ cam, cái bệ mỹ cam mà nó già mà cái cây nó to như vậy nè, nè đó,
rất là nhiều. Thì mình sẽ quay sơ cái vườn của anh Trương cho cô chú anh chị xem giới thiệu. Cái này là nguyên một cái bệ đã, nó đặt nó liền hết nha, liền hết luôn, nó dính vô cho trong thân luôn. Rồi cái bệ này nhiêu anh Trương? Dạ cái bệ này 20 anh. 20 triệu cho một cái gốc mỹ cam này nha cô chú anh chị, cái bệ mỹ cam rất là già. Đây, cây nào cây nấy bằng cùng tay hết rồi nè, nhưng đặc biệt là cái gốc này to to. Rồi tiếp theo là cái bệ này là đỏ, này là đỏ đỏ đổi màu á, hoa kẹo hoa hết trơn luôn. Đây mình quay cái mặt hoa nè, đây mình sẽ quay xa xa ra cho cô chú anh chị xem. Đang thường chậu nha, mà hoa kẹo hoa hết nguyên một bệ nè, nó liền bệ luôn, liền bệ luôn đó, liền nè. Mình sẽ qua bên này quay lòng cho cô chú anh chị xem. Đó, đây. Rồi bệ này nhiêu anh ha Trương? Dạ, cái bệ đó cái bệ đó 7 triệu. À, một cái bệ đỏ đổi màu này là 7 triệu cô chú anh chị. Chiều cao nó khoảng tầm 1m2. Tán ngang cũng vậy nha cô chú anh chị, tròn thu hết luôn. Rồi cái bên có gốc mỹ hồng luôn, gốc quái. Giống như là hai con nó đang ôm nhau á, cái tàn tròn quay. Chiều cao cứ khoảng 1m5. Tán ngang cũng cỡ khoảng 1m2. À, hoa kẹo hoa luôn, đang búp hoa này là dài bữa nó là cực kỳ đẹp nha. Nè. Đó. Cái gốc này thì hình quái luôn cô chú anh chị ơi, hai gốc nó dính liền với nhau nhưng mà nó có cái thân vậy nè, giống như hai con nó ôm nhau. Rồi mình báo giá xương xương cái gốc này và mỹ hồng này và giao lưu tại vườn tháng nhiêu anh? Dạ em giao lưu cái gốc đó khoảng 9 triệu. 9 triệu cho gốc mỹ hồng này, rất là quái, giống như hai con nó đang ôm nhau nè cô chú anh chị. Chồng chéo nó ôm nhau rất là đẹp nha. Rồi trong vườn thì còn có nhiều lắm, rất là nhiều đỏ lá nhỏ, rồi tím sen rất là nhiều. Này là giống mỹ vàng nha cô chú chị, nhưng mà pháp vàng. Hoa đó nè đẹp cực kỳ luôn, trong vườn có những cái bụi màu vàng rất là đẹp. Cây con anh trồng đỏ đổi màu ra cái nguyên cái vườn này phải, mà cái con này mà lúc trước anh trồng mỹ cam thì lúc này là khỏe lắm rồi, dưới vàng hường. Đó bên đó một cái gốc mỹ hồng nữa, rồi vàng bên kia nữa. Do cái clip mình quay quá dài nên mình quay sơ cho cô chú anh chị xem. Thì, trong đây còn có nhiều những cái gốc mỹ cam nữa nè, mỹ cam đây, gốc mỹ cam rất là đẹp nha. Gốc này một cốt nha cô chú anh chị. Và cái bệ đế thì chưa có khai thác xuống, chưa xem hết nữa. Vàng thì ra rất là sung. Đây, hoa đó nè. Gốc mỹ cam này nhiêu anh? Dạ. Gốc đó anh. Ừ. Gốc đó 4 triệu rưỡi. Gốc này 4 triệu rưỡi nha cô chú anh chị, một cốt mà hoành thân ở dưới này cũng tầm khoảng 15 à. 15 16 vậy. Đây, một cốt nữa lên chia ra 3 thân. Đó. Cây đó cây gì ạ? Anh thử coi cây này cây gì em. Nhìn có bà con có bắt mắt có lạ gì không? Đây là một cây này, mình hồi đó giờ mình cũng không biết cái gì luôn, do anh Trương anh giới thiệu nè cô chú anh chị. Mà thấy nó lạ quá cái trái nó nè. Rồi cô chú anh chị nào mà xem mà biết cái trái này, cây này cây gì thì có thể comment vô cái clip của mình nha. Đây, hoa nó tím tím mà nó sai hoa như vậy. Cái cây này thì nó na ná như cái cây cơm nguội nhưng mà không phải. Đó, cô chú chị xem nếu như mà biết cái cây này thì có thể bình luận vô kênh của mình nha. Này mỹ cam con hả? Rồi, lại loại đằng này có mấy gốc mỹ cam nữa thì mình giới thiệu với cô chú anh chị luôn. Mai thì trong vườn cũng rất là nhiều nha, dáng rất là đẹp. Đây là cái này là nó kêu bằng cam Đà Lạt. À, đúng rồi. Cam Đà Lạt. Nhiều cô chú anh chị nói, nhiều cô chú anh chị vô cái kết bạn với mình cái gửi nói anh ơi em có bụi mỹ cam nè anh giao lưu không, cái này nó không phải nha, cái này là mỹ cam này, cam Đà Lạt chứ không phải là mỹ cam. Đây là một cái gốc mỹ cam cuốn đỏ và đọt đỏ nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Nè và đặc biệt một cốt cái hoành thân nó ở dưới cái củ nó bự lắm cô chú anh chị ơi, do anh Trương anh chưa có anh để anh dưỡng nên nè cái thân nó lên nó sung như thế này nè, cọng là bá luôn. Đây nè một cốt nè, nguyên một bệ đặt một cốt đây.
đó. Lên thì cái có cái thân cái rồi những cái thân này thì nó chẻ ra đó, rất là đẹp nha. Đây hình cái gốc mỹ cam này rất là đẹp. Rồi gốc này nhiêu chân? Dạ gốc đó 5,5 triệu. 5,5 triệu cho một cái gốc mỹ cam. Rồi bên đây một gốc nữa, gốc này gốc nhỏ mà đặt trong chậu. Đây mỹ cam nè. Rồi gốc này trong chậu nhỏ này chừng như anh Trương? Dạ cái gốc đó hả anh? Gốc này dạ, cái gốc một gốc, cốt gốc một cốt này 1 triệu anh. Gốc một cốt này 1 triệu cô chú anh chị, 1 triệu cho gốc mỹ cam. Rồi còn một gốc bên đây nữa, gốc này hiện tại đang cũng đang hoa và rất là sung nè, trời nó lên trời non nè. Mình xem thử cái phần gốc coi, gốc này nó một cốt. Tàn thì nói chung rất là sung nha. Cây này về vô dây thì rất là đẹp. Gốc này nhiêu anh Trương? Dạ 2 triệu. Gốc này 2 triệu nha cô chú anh chị. Đó rồi thì trong vườn còn rất là nhiều. Và tiếp theo là mình sẽ đi qua bờ khu trong kia đi, mình sẽ quay sương một cái mấy cây đó. Vàng hương cô chú anh chị ơi, vàng hương bông đậm cực kỳ luôn. Đây là cái phần cuối clip mình xin giới thiệu với cô chú anh chị nè. Đó trong này là trong cái kho núm của anh Trương. Phải đi ra bờ sông này, mấy vàng hường này mình phải giấu ở bờ sông này nè. À, đây khu vàng hường của anh, vàng hường bông đậm và cực kỳ sai hoa luôn. Đây hoa đó nè cô chú anh chị thấy rõ chưa, đó cái hoa của nó nè. Đây là cái gốc này thì anh trồng bao lâu rồi anh Trương? Được 4 tháng anh. 4 tháng. Và cái gốc này thì tầm khoảng ngón nhỏ hơn ngón tay cái chút nha cô chú chị, một cốt. Bên đây nữa nè, đặc biệt nó sai hoa, nó lên hoa nè, trời ơi bông đẹp cực kỳ luôn nè, một cốt cô chú chị thấy không. Mà đặc biệt là mỗi bông, mỗi tược, mỗi hoa, và đặc biệt là hoa rất là đậm nha. Hường này giống như là hường đọt đỏ đó, nhưng mà này đọt xanh mà hoa nó đậm như thế này nè. Như này tùy những gốc này có khác nhau không bằng giá anh Trương? Dạ khác anh, như đọt nhiều thì tiền nhiều, đọt ít thì tiền ít anh. Đây đó. Thì theo gốc nữa. Như cái gốc này một cốt nè, như mình báo dạ. Giá cái gốc này đi, một cốt bằng ngón tay nè, lên hai thân mà một thân ngắn và một thân dài. Dạ. Thì hiện tại hoa nó nè. Thì mình cái gốc này khoảng nhiêu tiền anh? Dạ gốc đó 2,5 triệu. 2,5 triệu gốc Mỹ thôi gốc vàng hường. Vàng hường á cô chú anh chị, đây nè, ngón tay cái nha. Cô chú anh chị nào thích muốn có cái giống này đẹp á thì alo cho anh Trương nha. Đây. Đây là đỏ nữa nè, đỏ này đỏ đỏ màu mà đỏ đậm. Rất là nhiều. Đây, vàng hường nữa nè, đó. Nó trồng ở đây rất là nhiều. Đây. Rồi cái số điện thoại mình để trên màn hình đó là sẽ là cái số của anh Trương và cũng là Zalo luôn hả anh Trương? Dạ. Đó đây là vàng hường nè, đây cũng một góc nó một cốt nè, bằng cái ngón tay của mình đây nè. Đó, đặc biệt hoa rất là sai nha. Đó rồi đây nữa, như góc này nè đẹp nè, em thấy đẹp nè, tàn một tông dạ, nó cao nhưng mà đặc biệt sai hoa nè, nó tròn ha, tròn tàn và nó thấp thân cũng hơi ấy nữa. Góc này như anh Trương? Dạ cái đó cũng 2,5 triệu. 2,5 triệu cho góc vàng hường này nha. Nói chung cái thân nó bằng ngón tay cái cô chú anh chị ơi. Tài cái mà củ đế đồ này kia là nói chung là thần chậu nha, thần chậu mà anh trồng trên một cái mô nha. Đây rồi thì cái clip mình chia sẻ với cô chú anh chị về cái vườn mẫu đơn kèm theo mai vàng các loại đó thì xin kết thúc tại đây. Nếu như cô chú chị nào thích có thể tìm đến địa chỉ thông qua số điện thoại của anh Trương, và nếu như ở xa thì có thể mua và anh Trương có thể ship. Thì tại vì anh Trương anh làm trong ngành bưu chính viễn thông đó cô chú anh chị, kéo mạng đó. Rồi cuối clip mình chào với cô chú anh chị, có gửi gì lời nào tới cô chú anh chị mình yêu thích không anh Trương? Dạ anh em cô bác có ủng hộ em thì alo em. Rồi dạ cảm rồi, ơn cảm ơn nha. Rồi xin chào cô chú anh chị nha, chúc cô chú anh chị ngày mới thành công, vui vẻ và đam mê với cái niềm đam mê mẫu đơn với cùng với mình nha. Rồi xin kính chào.